Tối 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với tuyển Hàn Quốc và phải nhận thất bại cách biệt tới 0-6. Sau màn so tài này, ngôi sao Son Heung-min là một trong những cầu thủ chưa nổi bật nhất khi đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo đã đi về phía đội tuyển Việt Nam để bắt tay từng người. Đáp lại, các cầu thủ của chúng ta cũng dành sự tôn trọng cho chân sút 31 tuổi khi đều dùng cả hai tay để bắt tay. Một số cầu thủ Việt Nam còn có hành động cúi người. Sau khi hình ảnh trên được đăng tải, nhiều fan Hàn Quốc đã dành lời khen ngợi cho tinh thần fair play của các cầu thủ Việt Nam. Tôi xem đi xem lại và khâm phục trước các cầu thủ Việt Nam. Thật tuyệt vời khi chứng kiến điều này. Cảm ơn tuyển Việt Nam vì một trận đấu đẹp, một tài khoản viết. Tôi thấy cầu thủ số 27 đã hỏi thăm chấn thương ở chân của Son Heung-min. Hãy nhìn các cầu thủ Việt Nam, họ dùng cả hai tay để bắt tay và cúi người chào Son. Hình ảnh thật đẹp. Bình luận này sau đó nhận về gần 1.000 lượt thả tim. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình ngày hôm nay. Tôi nghĩ các bạn có tương lai sáng phía trước. Cố lên toàn đội tuyển Việt Nam, một người viết. Được biết một vài cầu thủ Việt Nam cũng đã nán lại để chụp ảnh cùng Son Heung-min. Chân sút người Hàn Quốc cũng tỏ ra vui vẻ trước yêu cầu này. Son Heung-min được đánh giá là một trong những cầu thủ châu Á vĩ đại nhất lịch sử với hơn 200 bàn ghi được cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Mới đây, tiền đạo 31 tuổi vừa nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng của giải Ngoại hạng Anh. Son hiện đang giữ băng đội trưởng của Tottenham.